chú ếch xanh báo nhất mạng xã hội, bị dân tình body Samsung nên nay đã biết tập thể dục. Được dân tình biết đến là con ếch nhưng cầm tinh con báo với loạt câu chuyện cảm lạnh, hết bán con để đi lấy tiền đi quẩy, rồi đến tìm sổ đỏ của mẹ để đi cầm. Nay chú ếch này cũng phải chịu cú đả kích lớn khi bị cư dân mạng body Samsung. Và thế là ếch xanh nhà ta đã hạ quyết tâm ra công viên tích cực tập thể dục thể thao nhằm giảm cân, cải thiện vóc dáng. Thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ếch xanh, nhiều người đã động viên, khen ếch dù hơi to con nhưng vẫn rất dễ thương. Nổi tiếng với những hành động vô tri, mấy trò phá làng phá xóm, ếch xanh đã khiến cộng đồng mạng được pha giải trí, cười ra nước mắt. Và có vẻ như ếch xanh ta cũng có phần thay đổi tính cách sau khi bị chê quá nhiều. Nhưng là từ bán con thì nay chuyển qua ăn xin để kiếm sống. Dân tình thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã quá quen với sự báo đời này rồi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chú ếch xanh báo nhất mạng xã hội này? Comment ngay cho TV Trend mình biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi để ủng hộ TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.